Lời Chúa theo Thánh Luca, chương 16, từ câu 19 đến câu 31. Có một ông nhà giàu kia mặc toàn lụa là gấm vóc, ngày ngày yến tiệc linh đình. Lại có một người nghèo khó tên là Lazaro, mụn nhọt đầy mình, nằm trước cổng ông nhà giàu, thèm được những thứ trên bàn ăn của ông ấy rớt xuống đất mà ăn cho no. Lại thêm mấy con chó cứ đến liếm ghẻ chóc anh ta. Thế rồi người nghèo này chết và được thiên thần đem vào lòng ông Abraham. Ông nhà giàu cũng chết và người ta đem chôn. Dưới âm phủ, khi chịu cực hình, ông ta ngước mắt lên, thấy tổ phụ Abraham ở tận đằng xa và thấy anh Lazaro trong lòng tổ phụ. Bấy giờ ông ta kêu lên, lạy tổ phụ Abraham xin thương xót con. Và sai anh Lazaro nhúng đầu ngón tay vào nước, nhỏ trên lưỡi con cho mát, vì ở đây con bị lửa thiêu đốt khổ lắm. Ông Abraham đáp, con ơi, hãy nhớ lại, suốt đời con đã nhận phần phước của con rồi. Còn Lazaro suốt một đời chịu toàn những bất hạnh. Bây giờ Lazaro được an ủi ở nơi đây, còn con phải chịu khốn khổ. Hơn nữa, giữa chúng ta đây và các con đã có một vực thẳm lớn, đến nỗi bên này muốn qua bên các con cũng không được, mà bên đó có qua bên chúng ta đây cũng không được. Ông nhà giàu nói, lạy tổ phụ, vậy thì xin tổ phụ sai anh Lazaro đến nhà cha con, vì con hiện còn 5 người anh em nữa. Xin sai anh ấy đến cảnh báo họ, kẻo họ cũng sa vào chốn cực hình này. Ông Abraham đáp, chúng đã có Môi-se và các ngôn sứ, thì chúng cứ nghe lời các vị đó. Ông nhà giàu nói, thưa tổ phụ Abraham, họ không chịu nghe đâu, nhưng nếu có người từ cõi chết đến với họ, thì họ sẽ ăn năn sám hối. Ông Abraham đáp, Môi-se và các ngôn sứ mà họ còn chẳng chịu nghe, thì người chết có sống lại, họ cũng chẳng chịu tin. Quý vị và các bạn thân mến, trong suốt thời gian của mùa chay, chúng ta lại nhắc đến người nghèo, lại nói về bác ái. Có gì đó đánh động cảm xúc của chúng ta khi nói về những người nghèo hay không? Có ba điều rút ra từ dụ ngôn tin mừng hôm nay. Thứ nhất, đó là sự đau khổ của những người nghèo, đau khổ cả thể xác lẫn tinh thần. Thứ hai, đó là sự giàu có dư thừa và sự vô tâm vô cảm của ông phú hộ. Trong tâm trí của ông, dù cho Lazaro có nằm trước cửa nhà với đói rách và đau khổ mỗi ngày, ông vẫn chẳng thèm để ý đến. Và thứ ba, đó là nỗi khổ cực hình ông phú hộ phải nhận trong lửa địa ngục không hề tắt. Đó được xem như là hậu quả của sự thờ ơ vô cảm với những người nghèo khó. Ngày nay, nhiều gia đình khá giả hơn, người kiếm được nhiều tiền hơn, tiến thân nhanh hơn và cũng từ đó mà cải thiện nhiều mặt về cuộc sống, nhất là về kinh tế. Nhưng nếu chỉ gói gọn về kinh tế để nói lên sự nghèo đói thì không đủ. Ngày nay, có nhiều hình thức nghèo hơn chỉ là nghèo về tiền bạc. Cuộc sống khấm khá hơn, có nhiều tiền hơn nhưng chúng ta không quan tâm hoặc giúp đỡ những người nghèo bên cạnh mình. Đó là chúng ta đang dẫm đạp lên quá khứ của mình. Khi chúng ta đói, ta nhận được sự giúp đỡ, chia sẻ, nhờ đó mới có ngày hôm nay. Còn như hôm nay chúng ta khá hơn, đầy đủ hơn, mà lại quên giúp người khác. Đó phải chăng là sự vô tâm cũng giống như người phú hộ kia? Chúng ta đã từng là người nghèo, nhưng lại không nhớ về quá khứ đó để nhức nhủ bản thân rằng những người nghèo bây giờ cũng giống như mình ngày xưa. Họ cần được sự giúp đỡ, cần được sự chia sẻ vật chất và tinh thần nơi chúng ta. Những gì chúng ta làm hôm nay, dù chỉ là một hành động sẽ chia vật chất rất nhỏ, dù là tâm tình cảm thông, rung cảm trước những hoàn cảnh đau thương, là chúng ta đang thực sự loại ra khỏi bản thân mình sự vô tâm, vô cảm.
Những hành động thiết thực này cũng làm cho những chuẩn bị cho sự sống đời đời của chúng ta. Viễn cảnh trong lửa đời đời không ai muốn, nhưng nó sẽ là chọn lựa của chúng ta nếu chúng ta hôm nay cư xử giống như ông Phú Hộ nói đến trong đoạn tin mừng. Chúng ta sẽ không thể thay đổi điều gì và cũng không thể van xin được lòng thương xót của Chúa khi rơi vào lửa không hề tắt ấy. Lạy Chúa Giêsu, xin cho trái tim của chúng con luôn biết rộng mở và đôi tay của chúng con biết chia sẻ những gì chúng con có cho người nghèo, cho những người bất hạnh hơn chúng con. Amen.